Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa qua Chủ nhật thứ 20 thường niên hôm nay, Chúa nói với các môn đệ rằng: Thầy đã ném lửa vào mặt đất và ước mong cho lửa ấy bùng lên. Vậy thứ lửa mà Đức Giêsu đã mang ở đây là loại lửa nào? Có lẽ đó là lửa của phép rửa trong Thánh Thần. Lửa này đã từng đậu xuống từng người trong ngày lễ ngũ tuần. Đức Giêsu đã bắt đầu nhóm lửa trên địa cầu: lửa ân sủng, lửa sức mạnh, lửa làm cho ấm áp. Chúng ta cần cảm thấy một chút lửa ấm của Chúa trong chính tâm hồn của mỗi người chúng ta. Đừng làm tắt đi ngọn lửa ấy, nhưng hãy để nó lan ra. Lửa thiêu những cằn cỗi, lửa thanh lọc những ô nhơ, lửa làm ấm lại những cõi lòng băng giá, lửa làm sáng trên bước đường tìm kiếm sự thật. Nguyện ước cho ánh lửa hồng ân của Chúa tỏa xuống trên mỗi người chúng ta qua lời Chúa hôm nay, để ta cảm thấy ấm áp, để ta cũng biết mang sức nóng ấm áp từ ngọn lửa ấy cho những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Có như thế, ngọn lửa của Chúa mới có hiệu quả và mang lại lợi ích cho nhân loại. Có một câu chuyện kể về một đạo sĩ người Ấn Độ. Vị đạo sĩ đó hỏi các đệ tử của mình rằng: các con có biết khi nào đêm tàn và ngày xuất hiện không? Một câu hỏi không khó cho các môn đệ, cho nên các môn đệ thi nhau trả lời. Có người trả lời: thưa thầy, đêm tàn và ngày xuất hiện là khi mà nhìn một đoàn vật từ xa, người ta có thể phân biệt được con nào là con bò, con nào là con trâu. Thầy lắc đầu, không phải. Một đệ tử khác lại trả lời: thưa thầy, đêm tàn và ngày xuất hiện, ánh sáng tới và bóng tối lui là khi từ xa nhìn một vườn cây, người ta có thể phân biệt được cây nào là cây xoài, cây nào là cây mít. Thầy vẫn lắc đầu. Không đệ tử nào trả lời được câu hỏi. Lúc đó vị đạo sĩ mới từ từ nói: đêm tàn và ngày xuất hiện, ánh sáng tới và bóng tối lui là khi nhìn vào mặt nhau, người ta nhận ra nhau là anh em. Thật là kỳ lạ. Chúng ta đã biết nhiều loại ánh sáng, như ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng đèn điện, ánh sáng đèn cầy, vân vân. Cả những ánh sáng tinh vi như ánh sáng tia hồng ngoại, tia X. Tất cả chỉ soi sáng cho chúng ta thấy sự vật như nó là. Không có ánh sáng nào soi sáng mặt một người xa lạ có thể biến người đó thành anh em mình cả. Vậy thứ ánh sáng ấy ở đâu? Mẹ Teresa có thể trả lời cho chúng ta câu hỏi này. Một hôm, mẹ ghé thăm một người đàn ông ở Ấn Độ đã lớn tuổi. Ông sống trong một túp lều tồi tàn, lụp xụp. Bên trong lều là một mớ hỗn độn, mùng mền, chăn chiếu, quần áo lẫn lộn với nhau, hầu như đều bị rách nát và hôi hám. Còn những thứ đồ đạc khác đều phủ một lớp bụi dày. Thế mà ông lão tự giam mình trong túp lều ấy. Ông ghét bỏ mọi người nên không lui tới với ai. Ông sống cô độc một mình. Mẹ Teresa và các chị em vào chào ông. Ông làm thinh không đáp. Thấy căn lều hỗn độn bụi bặm, các chị xin phép ông để dọn dẹp. Ông không trả lời. Nhưng mặc kệ, các chị cứ bắt tay vào dọn dẹp, lau chùi, sắp xếp lại đồ đạc. Thấy trong góc lều có một cây đèn, mẹ Teresa lấy ra lau chùi. Chùi sạch lớp bụi, mẹ kêu lên: ô, cây đèn đẹp quá. Ông lão bỗng lên tiếng:
Đó là cây đèn tôi tặng vợ tôi nhân dịp đám cưới. Mẹ Teresa hỏi, ông không thắp đèn lên sao? Không, từ khi vợ tôi qua đời, tôi không bao giờ thắp đèn. Mẹ Teresa lại hỏi, thế ông có muốn chúng tôi tới thăm ông mỗi ngày và thắp đèn cho ông không? Thấy các nữ tu tử tế, ông đồng ý. Từ đó, mỗi chiều các chị đều ghé thăm, chuyện trò và thắp đèn cho ông. Dần dà ông trở nên vui vẻ, yêu đời hơn. Ông nói chuyện cởi mở với các nữ tu. Ông đi lại thăm viếng hàng xóm, mọi người đến với ông. Căn lều hưu quạnh này ấm áp hơn. Trước kia, căn lều tăm tối không phải vì ông không thắp đèn, nhưng vì ngọn lửa trong trái tim của ông đã lịm tắt. Nay căn lều sáng lên niềm vui, không phải vì ánh sáng từ ngọn lửa của cây đèn dầu, nhưng túp lều sáng lên vì lửa trong trái tim ông đã bừng sáng. Trước kia, ông oán thù xa lánh mọi người vì ánh lửa trong trái tim tàn lụi. Nay nhờ các nữ tu nhen nhúm, ngọn lửa trong trái tim ông bừng lên và ông cảm thấy tha thiết yêu mến mọi người và mọi người cũng tha thiết yêu mến ông. Lửa phát xuất từ trái tim sẽ có một ánh sáng kỳ diệu. Ánh sáng kỳ diệu ở chỗ hai người xa lạ nhìn vào mặt nhau và nhận nhau là anh em. Ánh sáng kỳ diệu ấy ta thấy thấp thoáng trong các trang sách tin mừng. Khi người Samaria nhân hậu cúi xuống băng bó vết thương cho người bị nạn, ngọn lửa yêu thương rực sáng lên. Khi người cha chạy ra đón đứa con hoang đàn trở về và ông hôn lấy hôn để, đồng thời mở tiệc ăn mừng, thì ngọn lửa yêu thương lại bừng sáng trong gia đình. Chúa Giêsu đã mang thứ lửa này xuống trần gian và người ước mong cho ngọn lửa yêu thương cháy bừng lên, soi sáng cả thế giới này. Thầy đã đến ném lửa vào trái đất và những ước mong phải chi lửa ấy bừng lên. Lời ước mong thật tha thiết nhưng có pha lẫn ngậm ngùi. Phải chi lửa ấy đã bừng sáng lên, có nghĩa là lửa yêu thương chưa bùng lên cao, chưa lan ra xa. Thật vậy, nhìn vào tình hình thế giới xưa cũng như nay, ngọn lửa yêu thương dường như đã bị tắt ở nhiều vùng, nhiều nơi. Chiến tranh vẫn xảy ra ở đây đó. Khủng bố vẫn có thể ập đến một cách bất ngờ như ở Pháp vào ngày Quốc Khánh 14 tháng 7 vừa qua, hoặc bất ổn xã hội như đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16 tháng 7 vừa rồi. Lửa yêu thương vẫn bị súng đạn lấn át. Nhìn vào các gia đình, chúng ta cũng thấy những chia rẽ, những bất đồng, kể cả những đổ vỡ, làm cho gia đình không còn là mái nhà yêu thương. Bóng tối cá nhân, tư lợi hoặc ghen ghét vẫn còn vây phủ. Những người anh em vẫn còn chém giết lẫn nhau. Nhìn vào bản thân, ta thấy trong ta cũng còn nhiều chỗ lửa yêu thương chưa soi rọi tới. Trong lòng ta vẫn còn những ngõ ngách chứa đầy bóng đen giận ghét, hận thù. Do đó, ta nhìn ra chung quanh mà ít gặp được anh em mình. Lời Chúa hôm nay tha thiết kêu gọi ta hãy khơi gợi cho ngọn lửa yêu thương bừng sáng lên. Hãy đẩy lui bóng tối chia rẽ, hận thù, ích kỷ nhỏ nhen nơi cõi lòng của mình. Hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận và thực thi yêu thương, để ta nhìn nhau là anh em thực sự. Bây giờ đêm tối nhường chỗ cho ánh sáng, ngày mới bắt đầu.
Bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng, ánh sáng rực rỡ phát xuất từ những trái tim tràn hòa yêu thương. Lạy Chúa, xin hãy nhóm lên trong trái tim con ngọn lửa yêu thương của Chúa. Amen. Thương con không bờ không bến, con luôn tin rằng Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời. Màn trời màn trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên nhiên diệu vời, Ngài phù vây con với khi trời man trong. Và này con đến, Chúa ơi, xin quyến theo Ngài. Dẫu có cô đơn, dẫu có lo âu, con luôn vui bước. Một điều nguyện ước, Chúa ơi, ân thánh Chúa Trời. Dẫn lối con đi, dẫn bước chung trình, nơi thánh điện Ngài. Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con lên hàng khánh tướng. Con luôn tin rằng Ngài dìu con đi trong cung thánh điện Ngài. Dù đời ô nhơ, u mê dài khờ, Ngài đã thương yêu không chỉ tầm thường. Tình Ngài cho con ôi mang nhiều mến thương. Này con đến, Chúa ơi, xin quyến theo Ngài. Dẫu có cô đơn, dẫu có lo âu, con luôn vui bước. Một điều nguyện ước, Chúa ơi, ân thánh Chúa Trời. Dẫn lối con đi, dẫn bước chương trình, nơi thánh điện Ngài. Chọn con giữa lòng nhân thế, con luôn tin rằng Ngài chở che con trên đôi cánh của Ngài. Dòng đời hôm nay đau thương phù đầy, Ngài hằng thương yêu không chỉ bằng lời. Tình Ngài cho con ôi mang nhiều mến thương. Chương trình nơi thánh điện Ngài, dẫn lối con đi, dẫn bước chương trình nơi thánh điện Ngài.